Yes. Vâng, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Vẫn là màn máy của Phùng Đức Duy thôi. Ngày hôm nay tôi sẽ xem màn hình máy của đúng Phùng Đức Duy. Và tiếp tục là AC Kata. Rồi nha, chưa biết mèo nào sẽ cắn mèo nào đâu. AC và Kata. Bắt buộc Kata phải đánh lạc đà thôi. À, rất muốn xem là Phùng được. À, Chu Bà Giang với một bài chuyên gia đánh kiểu tại nhà. Thì đối đầu với AC như thế nào? AC và Kata. Những bước dò đầu tiên gỗ đầu là khá gần. Tỷ số đang là 2-1 dành cho game thủ Chu Bá Giang. Nhưng quân của Bá Giang thì vẫn hơi đen do bị bình luận viên Hải Mario ám khỏe rất nhiều. Liên tiếp những trận đấu quân cửa giới hơn. Thực ra AC Per tôi vẫn đánh giá rằng Per cửa giới một chút. Được trận đấu đầu tiên ra cho Son thì quân là cửa trên hơn thôi. Còn trận 2 thì cho Son Greg. Thì Vũ Đức Duy vẫn cửa trên. Thế của anh đánh yếu thôi. Tôi nghĩ rằng nếu là lắp tôi và đánh trận đấy chứ chắc là đã thua, bởi vì tôi sẽ là người ăn hai bãi vàng trong 6 giờ trước. Thì lúc đấy cái câu chuyện nó sẽ diễn ra ở một chiều hướng khác. Khi mà chắc chắn rằng nếu như các bạn ăn được hai, các bạn hãy bật clip lại để xem lại trận đấu đấy. Nếu như mà các bạn ăn được, nếu như Phùng Đức Duy ăn được hai bãi vàng đấy thì việc không chỉ giúp cho Duy có nhiều vàng hơn, mà điều quan trọng đó là đội bạn sẽ không thể lên được 4 để đánh quẩy chương đồng 5. Thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ở trong thể thức sen tự do của chúng ta thì không phải là kèo cung R. Các bạn có thể chơi lạc đà cũng được. Trong trường hợp nếu như anh em cảm thấy mình đánh cung R không hay thì đánh lạc đà cũng không có vấn đề gì cả. Sau mùa giải, những mùa giải đầu tiên tổ chức thì đến mùa giải này ban tổ chức đã nhận thấy rằng sen tự do cũng là một thể thức rất hay để chúng ta có thể đánh giá được các game thủ. Nó vừa mang ra, vâng, mang gì đấy hơi hướng random, vừa có thể giúp cho những game thủ đánh cung hay thể hiện được sở trường của mình. Sen là một quân mà tôi nghĩ rằng là cũng không sợ chém do lên đời sớm. Đây là con lạc đà, à tôi nói là đây là con voi thứ hai dành cho Phùng Đức Duy đưa về với nhà chính của mình. Một bài mà tôi đánh giá rằng cũng là khá mắc bêu dành cho AC Iran. Khá mắc binh dành cho game thủ cầm AC. Hai voi. Đây là một bầy hiêu dành cho game thủ Phùng Đức Duy và có một bãi quả phụ. Bãi quả phụ 6 cây. Mắc binh công nghệ. Đánh trận này làm sao thắng thế nào? Xong trận đấu đấy thì tôi nghĩ rằng là Duy đã cảm thấy lấy lại sự tự tin rồi. Chu Bá Giang thì cũng là con người thôi, không phải là một vị thần thánh nào đấy. Nên hoàn toàn có thể là chơi được. Chào anh Huy Công Tử và chào tất cả mọi người đã có mặt trên khung chat của kênh YouTube GameTV.vn. Bình luận viên cóng theo anh à, không em đang bình luận theo quan điểm của người soi máy thứ ba. Em bình luận rất là công bằng thôi. Em thấy Duy cóng thì em nói là cóng. Nhưng mà tất nhiên rằng là với việc em cổ vũ, em xem máy của Phùng Đức Duy thì em sẽ cổ vũ cho anh. Em sẽ cổ vũ cho Duy ở một khía cạnh là một khán giả. Bởi vì tất cả các khán giả đang xem ở trên kênh sóng của em với mảnh máy của Phùng Đức Duy thì có lẽ rằng là người quen hoặc là người thân hoặc là cái gì đấy của Phùng Đức Duy, thì em sẽ bình luận trên quan điểm là khán giả của Phùng Đức Duy. Và cũng là cũng sẽ đưa ra những cái nhận xét khách quan của bản thân mình thôi với lối đánh của cả hai game thủ. Thì lối đánh của Chu Bá Giang là một lối đánh nhiều dân, tôi đoán trận này cũng nhiều dân đấy, 26 dân dành cho Chu Bá Giang. Thực ra lối đánh của Chu Bá Giang cũng khá là dễ đoán, anh hay đánh tại nhà của mình và đánh kiểu châu. À không, nhưng mà chiến thuật cũng là tương đối khó đoán tới game thủ Chu Bá Giang. Tuy nhiên với Kata thì tôi nghĩ rằng là chỉ có thể là đánh châu lạc đà mà thôi. Nhưng mà Phùng Đức Duy cần phải tỉnh táo hơn ở những tình huống móc máy của đội bạn. Bởi vì tôi thấy rằng từ nãy giờ Chu Bá Giang cứ móc máy là anh bị mất dân. Anh không chưa tỉnh táo lắm trong những tình huống đội nhà mà ép đời lỗi, anh nhìn thấy không? Và quan trọng nhất là Phùng Đức Duy cần phải, anh cần phải tỉnh lại. Anh vào đến chung kết thì tôi biết rằng trình độ của anh không phải gà. Thế anh cần phải tỉnh lại.
ép đời phải chuẩn hơn. Anh cần phải tỉnh lại. Chứ nếu như mà anh cứ đánh kiểu vật vờ thế này, bài đúng ra là phải ép đời ở trong 10 rưỡi với 27 dân, anh ép thành 10 hạ 11 thế này thì đúng ra là một bài 10 rưỡi, anh ép thành 11.05. Đấy, điều quan trọng nhất đó là Phùng Lưu Duy cần phải đi rửa mặt lại trước khi đối đầu với Chu Ba Giang. Đánh như thế này thì không ổn một chút nào cả. Nó chưa phải là vị thế của một nhà của một game thủ đã vâng chưa phải là vị thế của một game thủ lọt vào đến trận chung kết. Nâng giáp trước. Cũng được thôi. Thực thì nhiều không để làm gì thì làm cũng thế cũng được. Vâng, hãy cùng xem con ngựa giò 34%. Như vậy thì Chu Bá Giang bắt đầu đi ngựa giò rồi. Và đây là con ngựa giò của game thủ Chu Bá Giang. Một con ngựa giò không có công giáp gì. Công nghệ vẫn đang chỉ là một. Như vậy là bài của Chu Bá Giang đang khá yếu. Yếu lắm. Trận này phải thắng. Kami solo với Duy đi. Em solo với Duy thì em khẳng định với mọi người rằng là nếu như chấp chạm 1, chạm 4 thì cố. Vâng, ở trong team Game TV em chưa sợ ông nào đánh mà em chấp em chạm 1, chạm 4. Anh Hào có dám chấp em chạm 1, chạm 4 đâu. Em mút mắt ngay. Nhưng mà tầm chip boy trở đi thì hơi khoai. À, chip boy cũng chưa đánh bao giờ, các bạn nó cũng không dám chấp. Chạm 1, chạm 4 tức là ví dụ chip boy mà thắng em 8-1. Đấy, thì cũng chỉ cân. Anh em hiểu kèo sâu rồi. Thắng 8-1 mới là cân. Kèo chạm 1, chạm 4. Vâng, trở lại trận đấu này, bài căn kê lượng thủ gỗ đang không chuẩn với game thủ Phùng Lưu Duy. Cân đầu sắp rồi. Vâng, như vậy cân đầu có bánh xe rồi không sắp quân. Cảm giác là Duy đang cóng quá nhở. Vâng, tôi đang thấy hơi khó thở rồi nhớ Phùng Lưu Duy. Đánh AC thì phải đánh tích tim lên, thủ phù thủ phèo các thứ. Các bạn có thể lôi đánh của Phùng Lưu Duy là lôi đánh siêu rất cong. Nâng giáp trước khi nâng chặt của một, tôi thấy là anh này tê, bị tê trước Chu Bá Giang như thế nào rồi. Tham lai là 24/40. Cái này là bị tê đấy mọi người ạ. Vâng, lối xong quân các bạn thấy là 1 nhà 2, 2 nhà 0. Cái này là bị tê quá. Không biết là có ai khuyên thức tê cho Vũ Duy trước khi thi đấu không mà anh tê liệt như thế này. Đánh kiểu ép đời đã lỗi thì thực sự là khó quá rồi nhưng Phùng Đức Duy. Vâng, sẽ là 3-1 là Chu Bá Giang thôi. Nghĩa là không thấy cái cửa thắng đâu ra trong trận này đâu AC cả. Phía bên kia chắc là vẫn nổi đánh cũ. À không, nhưng mà là không sóc dân. À tưởng, tôi cứ tưởng Chu Bá Giang như thế nào là trận này không sóc dân. Rồi, như vậy là cung R bắt đầu di chuyển. Thế nhưng là 2 lạc đà đối đầu với 4 cung R. Lạc đà nó vẫn đang hơn. Và lạc đà đang vây kín nhà của game thủ Phùng Lưu Duy. Bài gỗ phía bên trên không chú ý. T rồi, nếu như T như thế này mà Kata AC mà anh còn đánh ra như thế này, tôi nghĩ rằng là đến thể thức solo AC thì Duy sẽ không có một tí cửa nào. Vậy Duy gõ 1 và là 3-1 dành cho Chu Bá Giang. Sau trận này thì có thể khẳng định rằng là anh không thể gượng được nữa rồi. Chắc là vâng, những trận đấu này sẽ sớm được quyết định thôi. Toàn là những trận đấu quân cửa trên ấy, và nhà không hề xấu. Một bài mà tôi đánh giá rằng là đây là bài hoàn toàn có thể là kích ở khoảng 13x, 14x với 27 nông dân AC của Phùng Đức Duy. Và lực là cực khỏe.